Bình Định, tỉnh duyên hải miền Trung, trải dài với 134 km đường bờ biển, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng, cát trắng, biển xanh, nắng vàng, là một trong năm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2020, Hoài Nhơn chính thức lên thị xã và thành lập các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn. Đây được xem là bước tiến mới giúp Bình Định hình thành thêm đô thị vệ tinh mới thúc đẩy kinh tế tỉnh. Giá trị tồn tại, lợi thế sẵn có, con người thiên nhiên hòa quyện chính là lúc kiệt tác sống được khơi dậy. Sự phồn thịnh được kiến tạo bằng dự án Phú Mỹ Lộc Residential. Dự án chính là bước đệm đánh thức tiềm năng Bình Định trỗi dậy. Với quy mô rộng 13 hectare, thuộc địa phận phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu dân cư Phú Mỹ Lộc Residential hình thành với sứ mệnh mang đến không gian sống xanh, kiến tạo giá trị và nâng tầm thịnh vượng cho cư dân tương lai. Phú Mỹ Lộc Residential, tọa lạc tại vị trí vàng, tiếp giáp song song với hai tuyến đường huyết mạch, quốc lộ 1A và quốc lộ 1A mới, là điểm trung chuyển giữa khu du lịch Sa Huỳnh và thành phố Quy Nhơn, và kết nối dễ dàng đến các điểm trọng yếu của toàn khu vực. Trở thành chủ nhân tương lai của Phú Mỹ Lộc Residential, bạn đặc quyền sở hữu trung tâm thương mại hiện đại, đa dạng sản phẩm, quy tụ các nhãn hàng nổi tiếng, đáp ứng mọi nhu cầu sống. Điểm nhấn nổi bật giúp Phú Mỹ Lộc Residential ghi điểm khi đặc quyền sở hữu cảng cá Tam Quan với nguồn hải sản sạch từ biển được các ngư dân đánh bắt sau mỗi chuyến tàu vươn khơi. Cùng với đó, biển Tam Quan chỉ cách Phú Mỹ Lộc Residential 2 km, là tiện ích ngoại khu lý tưởng, mang đến không gian sống thoáng đãng, gió biển mát lành, tận hưởng các giây phút vui chơi bên gia đình. Chỉ trong bán kính từ 1 đến 5 km, khu dân cư Phú Mỹ Lộc Residential được bao quanh bởi các tiện ích vượt trội, chợ Tam Quan, đường sắt Bắc Nam, hệ thống trường học các cấp, bệnh viện Tam Quan. Phú Mỹ Lộc Residential gồm các căn biệt thự đơn lập, song lập hiện đại, các căn nhà liên kề được quy hoạch đồng bộ, khoa học, cùng các tiện ích mang đến cuộc sống an nhiên, sức khỏe, vượng khí cho cư dân tương lai. Nhà sinh hoạt văn hóa giúp nâng cao đời sống tinh thần, giao lưu, tạo nét văn hóa đặc sắc, gắn kết các cư dân sinh sống tại Phú Mỹ Lộc Residential. Sân thể dục thể thao giúp cư dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trường tiểu học dễ dàng đáp ứng việc dạy và học của con em cư dân, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em nhỏ có môi trường học tập chuyên nghiệp. Công viên trung tâm rộng lớn là trái tim của toàn dự án, giúp điều hòa không khí, tạo không gian vui chơi cho tất cả cư dân nơi đây. Và các tiện ích công trình công cộng. Khu dân cư Phú Mỹ Lộc Residential gồm hai dòng sản phẩm chính: biệt thự và liền kề. Các căn biệt thự được thiết kế hiện đại, không gian nhà thiết kế theo khuynh hướng mở, được kết hợp với tông màu sáng, luôn hướng ra thiên nhiên bên ngoài để tạo sự thân thiện với môi trường sống. Các sản phẩm nhà liền kề được quy hoạch với mặt tiền rộng 18 m, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giúp sinh lợi bền vững. Phú Mỹ Lộc Residential luôn hướng đến giá trị sống thực, mang đến chất lượng sống thực cho chính cư dân tương lai. Cuộc sống của bạn sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc của sắc màu hạnh phúc. Bạn chính là nhân tố được Phú Mỹ Lộc Residential lựa chọn và gửi trao hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Phú Mỹ Lộc Residential, phố xanh, an lành, thịnh vượng.